Hôm nay ta làm bài toán hình trước. Bài số 3. Cho nửa đường tròn tâm O bán kính R. Đường kính AB vẽ tiếp tuyến AX với điều kiện là AX và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB. Trên tia AX lấy điểm P mà ngoặc đơn AP phải lớn hơn bán kính, tức là AP lớn hơn R, vẽ tiếp tuyến PE với nửa đường tròn. E là tiếp điểm. Đường thẳng PE cắt AB tại F. Phần A yêu cầu chứng minh 4 điểm P, A, E, O cùng thuộc một đường tròn. Phần B gọi giao điểm của OP và AE là H. Yêu cầu chứng minh AP bình bằng PH nhân PO. Và chứng minh PO song song BE. Phần C qua O kẻ đường thẳng vuông góc OP. Cắt PS tại M.
Yêu cầu là chứng minh M nhân với PF bằng PE nhân với MF. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị vẽ hình. Bây giờ vẽ một nửa đường tròn tâm O và lý nhà R. Đường kính là AB. Tiếp theo ta vẽ tiếp tuyến AX của đường tròn. Trên tia ấy chúng ta lấy điểm P sao cho AP lớn hơn bán kính. Ví dụ này điểm P ở vị trí này. Sau đó ta vẽ tiếp tuyến PE với đường tròn. Chúng ta kẻ tiếp tuyến là vuông góc bán kính OE này. Cái đường thẳng PE cắt AB tại F, vậy bây giờ em kéo dài AB ra. Ở đây là điểm F. Ngoài phần đầu tiên chứng minh 4 điểm PAEO cùng thuộc một đường tròn. Tú vẽ trong hình chưa Tú? Vừa vẽ xong. Đối với phần A là chứng minh 4 điểm nằm trên đường tròn thì chúng ta sẽ dựa vào mô hình của hai tam giác vuông có chung nhau cạnh huyền. Vậy thì bây giờ Mai Thảo trả lời giáo biết là ở phần A này để chứng minh cho 4 điểm PAEO cùng thuộc một đường tròn, em sẽ xét các tam giác vuông nào? Đây, PA này, EO này, 4 cái điểm này. Có nhìn ra không?
Có Tam giác nào đấy? chứng minh tam giác không? PA PAF PAF à? Không, à. F nó không nằm ở trong bốn điểm này. Trong đây nó không có điểm F. À, mình kể tia PO. Kẻ PO vào đúng không nhỉ? Rồi vậy em nhìn tam giác nào vuông? Hai hai tam giác PAO với PEO vuông. Đây rồi, đúng rồi. Rồi ta dựa vào hai tam giác ta làm nhé. Phần đầu tiên, thế làm lý luận cho tam giác góc vuông. Đầu tiên em nói là vì AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A. Vậy chúng ta suy ra AX sẽ vuông góc AO, hay nói cách khác là AP vuông góc AO. Ở từ đây em có tam giác vuông, tam giác PO vuông tại A. Khi mà có một tam giác vuông thì tam giác này sẽ nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh huyền của tam giác. Như vậy em suy ra tam giác PAO nội tiếp đường tròn. Đường kính là PO. Và từ đây em tách ra thì có 3 đỉnh của tam giác. Tức là chúng ta có 3 điểm. Điểm P này, điểm A, điểm O cùng thuộc một đường tròn. Đường kính PO này là ý đầu tiên. Rồi tương tự như vậy chúng ta cũng chứng minh cho tam giác PEO vuông tại E và làm y như ý thứ nhất này nhé. Chúng ta lý luận tiếp tuyến này. PE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại E. Từ đây em sẽ PE vuông góc với bán kính OE. Suy ra tam giác OPE vuông tại E. Tương tự như trên nhé, cứ thế viết thôi. Thì tam giác nội tiếp đường tròn, đường kính là cạnh huyền OP. Sau đó tách ra ba đỉnh của tam giác sẽ thuộc đường tròn đó. Thế là chúng ta có 3 điểm OPE cùng thuộc đường tròn. Đường kính là PO, cái số 2. Như vậy từ 1 và 2. À, ý thứ nhất là chúng ta có 3 điểm, ý thứ hai có 3 điểm nhưng mà có các điểm nó trùng nhau, như vậy tổng cộng là có 4 điểm thôi. Suy ra 4 điểm PAO cùng thuộc một đường tròn.
Đường kính là PO đều phải chứng minh. Bây giờ ý thứ hai, gọi giao điểm của OP và AE là H. Bây giờ ta nối AE với OP vào cắt nhau tại điểm H. Ý thứ nhất là chứng minh cho AP bình phương bằng PH nhân PO. Mời bạn Đỗ Hiền trả lời theo ý đầu tiên là muốn chứng minh cho cái đẳng thức đầu tiên này thì em chứng minh điều gì ạ? Là sử dụng hệ thức lượng. Hệ thức lượng, nhưng mà trước khi sử dụng hệ thức lượng thì chứng minh điều gì nữa? Chứng minh BO vuông góc này AE. Đúng rồi, chứng minh này vuông góc. Mà cái bài toán chứng minh vuông góc là làm quá quen rồi phải không nhỉ? Làm có được trung trực làm bao nhiêu lần rồi. Nên là bây giờ ta làm nhanh cái đoạn vuông góc này nhé. Sau khi vuông góc là chúng ta có hệ thức lượng là áp dụng nó ra thế này. Các em ghi xong phần A chưa? Giáo xóa lời giải phần A đi, lấy ghi phần B ở đây nhá. Tất cả ghi xong hết chưa? Xong rồi thì giờ ta làm cái phần B. Thì cái bước đầu tiên chuẩn bị là em phải đi chứng minh cho PO vuông góc AE. Này ta làm rất nhiều lần này, để ghi nhanh cái này nhé. Đầu tiên ta có PA bằng PE. Đây là tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Thì từ đây em có được điểm P thuộc đường trung trực của đoạn AE. Ý này em ghi là ý số 3 nhé, vừa rồi là 1, 2 rồi, bây giờ ghi 3 đi. Sau đó chúng ta lại có OA bằng OE. Bởi vì đều là bán kính của đường tròn tâm O. Tương tự chúng ta suy ra điểm O thuộc đường trung trực của đoạn AE. Đây là số 4. Và như vậy từ 3 và 4 chúng ta suy ra PO là đường trung trực của đoạn AE. Và từ đây em có được PO vuông góc với AE tại H. Và như vậy là cái bước đầu tiên chúng ta chứng minh vuông góc. Thế sau khi chứng minh vuông góc xong rồi, bây giờ sử dụng hệ thức lượng. Thầy mời bạn Mai Thảo trình bày tiếp ý còn lại nữa. Đây là xe tam giác. AO vuông tại A đường cao AH. Rồi. Xét tam giác PAO vuông tại A. Đường cao AH. Giờ suy ra gì em? Đọc đi. Suy ra áp dụng hệ thức lượng cho tam giác vuông ta có AP mũ 2 bằng BH nhân PO. Rồi. Đúng rồi. Đây là hệ thức lượng của giáp buộc xong.
Rồi tiếp theo đến ý số 2, chứng minh cho PO song song BE. Bây giờ ta nối BE vào nhé. Nào Mai Thảo có thể cho thầy biết là để chứng minh cho PO song song BE thì chứng minh điều gì không? Đây, PO chúng ta vừa mới chứng minh được nó vuông góc với AE rồi. Đây nhá, vừa chứng minh được PO vuông góc AE rồi này, ở chỗ này này. Mà bây giờ lại yêu cầu là chứng minh cho PO song song AE. À, song song BE, đó nhập. Đây. Em lại chứng minh là BE vuông góc với AE. Đúng rồi. Thế làm thế nào để lý luận được BE vuông góc AE? À, tam giác nội tiếp đường tròn sinh ra tam giác vuông. Tam giác nội tiếp đường tròn nhưng mà phải có điều kiện gì mới vuông được chứ? Có AB là đường kính. Trả lời giỏi lắm. Rồi, bây giờ anh trình bày theo ý như vậy nhé. Thật ra bài này cũng làm rồi, nhỉ? Nó xoay cái hình đi hướng khác thôi. Ta làm ý thứ hai nhé. Ta có tam giác AEB nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AB. Thì nhớ ghi cái câu đường kính này vào nhé, nó phải có một cạnh là đường kính thì nó mới vuông được. Như vậy cái cạnh là đường kính thì đóng vai trò là cạnh huyền, thì tam giác này vuông tại A. Tam giác AEB vuông tại A. Rồi từ đây em có được BE sẽ vuông góc AE. Mà chúng ta lại có được PO cũng vuông góc AE. Thì hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Thế này em suy ra PO song song với BE đều phải chứng minh. Tất cả anh em xong chưa? Xong phần B chưa? Bây giờ chúng ta đi phân tích làm phần cuối cùng nhá, phần C này. Qua O kẻ đường thẳng vuông góc OP. Và bây giờ chúng ta kẻ một cái đường thẳng vuông góc OP. Ký hiệu góc vuông vào. Cái đường thẳng này nó cắt PS tại điểm M. Cái điểm này là điểm M này. Bây giờ yêu cầu chứng minh cái đẳng thức này. Thì thông thường gặp bài chứng minh đẳng thức thường là chúng ta sẽ biến đổi để đưa về tỷ số. Và dẫn đến việc là có thể sử dụng định lý Thales hoặc là tam giác đồng dạng. Bây giờ thầy sẽ chuyển cái này về tỷ số đã nhé. Sau đó chúng ta mới nghĩ xem làm kiểu gì. Ở đây thầy nháp vào cái phần đề bài này. Em nhìn cái phần thầy nháp phía trên này nhé. Bây giờ thầy sẽ viết về tỷ số. Trước hết là phải xóa cái lời giải của phần B đi. Ta lấy chỗ thầy ghi. Hết chỗ rồi. Bây giờ em theo dõi cái đoạn mà thầy viết sang tỷ số này nhé. Ở bên tử bên phân số bên tay trái thì viết là M. Thì theo đường chéo thầy viết cái chỗ này là viết cái gì? Nào,
Thì giáo viết cái chỗ chấm chấm này này. Đây viết cái đoạn nào vào đây? Tú biết không Tú? BE. Rồi viết là PE. Hình như là cái biểu thức chứng minh thì như nó có cái gì nó thấy sai. P gì em? PE. PE nha, đúng rồi. Rồi vậy bây giờ thầy viết cái đoạn này vào đây là PE. Thì đoạn còn lại đương nhiên là cái gì em nhỉ? MF. Đúng rồi. Rồi. Thì bây giờ từ tỉ số này chúng ta sẽ đoán là liệu có tam giác động trạng hay không. Em nhìn vào cái tỉ số bên trái cho nhá. Có 3 điểm này, các điểm này E, M, P, E 4 điểm rồi phải không nhỉ? À, 3 điểm E, M, P. E, M, P nó thẳng hàng rồi, không có tam giác phải không? Không có được rồi. Bây giờ ta nhìn theo cái theo chiều ngang thế nhá. Điểm E, điểm M, điểm F này cũng thẳng hàng rồi, đúng không? Như vậy chúng ta nhìn theo chiều dọc cũng thẳng hàng, chiều ngang thẳng hàng, tức là không có tam giác. Và khi chúng ta gặp một cái tỉ số mà chúng ta chuyển về tam giác ấy, nó đều ra các điểm thẳng hàng không chuyển được. Vậy thì bây giờ sử dụng đến kiến thức gì để làm? Còn nhớ không? Giang có nhớ không Giang? Mình nó cùng một cái đó, cái phần chứng minh nó bằng cái gì đó. À, chứng minh nó bằng cái gì đó, những cái gì đó không biết là cái gì. À, sử dụng lý ta đấy. Ở cái lúc mà chúng ta học mà cái bài như này này, khi chúng ta chưa luyện đề đấy, thì thầy có nhấn mạnh với em là nếu như em gặp một cái tỉ số mà khi em chuyển nó về để chứng minh tam giác đồng dạng, em nhìn theo chiều dọc, chiều ngang nó đều ra các điểm thẳng hàng, thì những cái bài như vậy chúng ta sẽ dựa vào tính chất đường phân giác của tam giác để làm nha. Phải nhớ cái chú ý nhá, ở đây này chúng ta thấy là đều các điểm thẳng hàng nhé. Ở đây thầy ghi chú này, các điểm thẳng hàng hết. Khi nào gặp cái trường hợp các điểm thẳng hàng hết thì em phải dựa vào tính chất phân giác của tam giác. Đấy, nhớ cái đấy nhá, để mà suy nghĩ. Bây giờ chúng ta dựa vào tính chất phân giác, thì bây giờ em nhìn đây thầy sẽ chỉ ra phân giác này. Đầu tiên là theo như tính chất hai cái tuyến cắt nhau thì chúng ta sẽ có được OP là phân giác của góc AOE. Như vậy hai góc này bằng nhau này. Em nhìn thấy nó vạch cái trên hình đi nhá. Nhìn chưa? Rồi. Thế nhưng mà nếu mà em lấy cái phân giác này thì em thấy là OH là phân giác của cái tam giác AOE, thì tam giác này thì nó không chứa những cái điểm liên quan đến tỉ số này, không dùng được. Bây giờ em lại nhìn tiếp tục vào đây nhé. Mà chúng ta lại có một cái đường nó vuông góc với đường phân giác này. Một cái đường góc phân giác này. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là em học về cái tính chất phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau, nhớ không? Như vậy em nhìn thấy nhá. Cái góc này này AOE nó kề bù với góc EOF, nhìn chưa? Đấy, như vậy OH là phân giác của góc AOE mà OH lại vuông góc OM, cho nên OM là phân giác của tam giác EOF. Đấy là tính chất phân giác hai kề bù. Tức là chúng ta sẽ có bên này là phân giác này, thành ký hiệu hai góc bằng nhau ở đây nhé, để tí ta tiện làm bài nhé. Đây. Đấy nha. Rồi vậy đầu tiên chúng ta đi lý luận cái phân giác đi trước. Phần C. Bước đầu tiên em lý luận là ta có OP là phân giác của góc AOE. Cái này chúng ta giải thích là tính chất phân giác là tính chất hai tiếp tuyến khác nhau.
Sau đó bây giờ chúng ta lý luận mà cái OP này nó vuông góc OM. Ý thứ hai là góc AOE này nó lại kề bù với góc EOS. Thì từ đây em suy ra được OM là phân giác của góc EOS. Hay nói cách khác là OM là phân giác của tam giác EOS đấy. Chúng ta đưa phân giác của tam giác thì chúng ta sử dụng công thức tính chất phân giác của tam giác. Bây giờ em phải nhớ lại cái tính chất phân giác của tam giác này. Em nhìn vào tam giác EOS này, khi có OM là phân giác của tam giác thì em suy ra một cái biểu thức gì nào? Có nhớ không? Bây giờ bạn nào đọc với giáo xem nào nhớ nhé. Bây giờ Giang có nhớ không Giang? Nào em đọc đi nào. ME chia ME bằng OE chia cho OS. Được rồi, đúng rồi. Phải nhớ là cái công thức đấy nha, từ chân được phân giác đi đến hai cái đầu của cái đáy đấy là ME chia MF. Bằng OE chia OF. E là tính chất phân giác của tam giác. Thì từ dữ kiện này chưa thể có điều phải chứng minh được, chúng ta phải thêm một dữ kiện nữa. Thông thường những cái bài này chúng ta sẽ viết hai biểu thức đường phân giác góc trong và phân giác góc ngoài nối vào sẽ ra điều phải chứng minh. Bây giờ em lại nhìn vào hình này nhá, lại nhìn hình này này, tam giác EOF nó có OM là đường phân giác góc trong, thế mà OP để vuông góc OM. Điều đó chứng tỏ là OP là đường phân giác góc ngoài không nhỉ? Của tam giác đấy. Vậy là lý luận tiếp đây nhé. Cái chỗ này này, OP góc OM để ghi lại đây nhé. Vì OP góc OM cho nên em suy ra OP là đường phân giác góc ngoài. Tại đỉnh O của tam giác EOS. Vậy bây giờ sử dụng tính chất phân giác góc ngoài, bây giờ em viết một tỷ số nữa nhé, viết một biểu thức nữa. Cái biểu thức phân giác góc trong góc ngoài thì bản chất nó như nhau, đều là từ chân đường phân giác đến hai cái đầu của đặt thẳng này, sau đó từ đỉnh đi xuống. Nào bây giờ Mai Thảo nè, ngồi cạnh bạn Giang có lấy cái gì không nào? Mai Thảo đọc cho giáo cái tỷ số này nè. Thưa thầy là EE trên EF bằng OE trên OF. Giỏi thế nhỉ, hôm nay tự nhiên giỏi, được. Hôm nào có thưởng. PE trên PF. Bằng OE chia OF. Cái này giải thích nha, y như vừa rồi nha, tính chất phân giác của tam giác. Ở cái đường phân giác góc trong thì M là chân đường phân giác phải không nhỉ? Còn đường phân giác góc ngoài là P là chân đường phân giác. Như vậy ở cái tỷ số này em chỉ cần thay cái điểm M bằng điểm P là xong đúng không nhỉ? Đấy.
Và rồi ký hiệu là 3 4 rồi, bây giờ ký hiệu là 5 6 nhá. Chỗ này em ghi là 5 này. Chỗ này ghi là 6. Giờ nối các bạn. Từ 5 và 6 suy ra. Đã mời bạn Mai nào. Là BE trên OF à BE trên OF. Từ nhá, ở đây này. Em đọc lại đi. Từ từ hai cái chỗ này này, hai cái chỗ này này, đây là một cái này này. Đây hai cái chỗ giống khung là suy ra gì á? BE trên MF bằng BE trên MF ạ. Đúng rồi. ME chia MF bằng PE chia cho PF. Vậy bây giờ làm thế nào để ra điều phải chứng minh ngày mai? Nhân chéo à? Đúng rồi, nhân chéo lên là sao? Đúng rồi. ME nhân PF bằng MF nhân PE. Đúng rồi, điều phải chứng minh rồi. Đây nó chính là điều phải chứng minh này nhá. ME hay EM là như nhau đúng không nhỉ? MF và FM này như nhau, đây là giao hoán đi thôi nhá. Như vậy đây là lần thứ hai chúng ta gặp cái giảng toán chứng minh một cái đẳng thức sau khi em đưa về tỷ số để dẫn đến việc người ta đoán xem có thể chứng minh thông qua tam giác đồng dạng hay không, hoặc là định lý Thales hay không. Thì trong tình huống này em nhìn theo chiều dọc, chiều ngang nó đều ra các điểm thẳng hàng hết. Thì cái phương án trong tình huống này là gần như 100% là sử dụng tính chất phân giác của tam giác. Mà đã sử dụng phân giác của tam giác thì phải sử dụng cả phân giác trong, cả phân giác ngoài. Còn nếu mà tình huống mà không chứng minh được thông qua được phân giác thì phải chứng minh thông qua hai cặp tam giác đồng dạng để ta nối tỷ số nó vào. Hôm nay là nhóm học online này có bạn Thế Anh để đó đăng tin học, bạn ấy thả tim hơn 400 tim, cuối cùng bây giờ bạn sẽ đâu mất rồi, không thấy có mặt ở đây, thả rất nhiều tim. Còn Nhật hôm nay là đang bận đi giải cứu thế giới không có ở đây này. Bây giờ em quay lại tiếp theo nhé, quay lại bài số 2 nhé. Hôm nay chúng ta làm ngược để tiết kiệm thời gian. Em đi bài 2. Chúng ta làm phần 2 trước, phần 1 làm sau. Bạn Nam hiện tại có 800.000 đồng. Để mua chiếc xe đạp giá 2 triệu đồng. Bạn Nam lên kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 20.000 đồng. Gọi Y đồng là tổng số tiền bạn Nam có được sau ít ngày. Y đơn vị là đồng này, là số tiền bạn Nam có được. Sau ít ngày thực hiện tiết kiệm.
Phần A yêu cầu là lập công thức tính y theo x. Phần B hỏi sau bao nhiêu ngày thì bạn Nam đủ tiền để mua chiếc xe đạp? Bài này nó giống như một cái bài chúng ta đã làm ở đề trước. Thì đây chính là bài toán thực tế liên quan đến kiến thức về hàm số bậc nhất. Bây giờ căn cứ vào đề bài cho thì bạn nào có thể trả lời cho thầy là cái phần A này. Lập công thức tính y theo x. Ở đây y là tổng số tiền mà bạn Nam có được sau x ngày. Ban đầu thì bạn Nam có 800.000 đồng. Sau đó cứ mỗi một ngày thì tiết kiệm 20.000 đồng mà tiết kiệm sau ít ngày. Như vậy chúng ta có công thức gì nào? Rồi Mai Thảo nè, vừa đi vào thì có theo dõi được cái gì không? Chắc là chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi không phải xui, để giáo mời bạn Chi nào. Em đọc luôn nhé thầy nhé. Ừ, em đọc luôn đi. Em bây giờ thì giáo ghi theo đề bài ta có, thì giáo ghi xong câu đấy đã nhé. Theo đề bài ta có. Nào em đọc đi. Y bằng bằng 20.000 20, đúng rồi, 20.000 đồng nhân x cộng 800. Cộng 800.000 đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Ở đây đơn vị người ta ghi là đồng nhé, cho nên em để nguyên cả 3 số 0 phía sau này. Còn nếu như đơn vị ghi là nghìn đồng thì bỏ 3 số 0 đi. Rồi, vậy phần A thế là xong. Phần B hỏi sau bao nhiêu ngày thì bạn Nam đủ tiền mua xe đạp. Thế bây giờ chúng ta sẽ lý luận là để bạn Nam đủ tiền mua xe đạp thì chiếc xe đạp này có giá là 2 triệu đồng. Thế khi mà bạn Nam đủ tiền mua xe đạp thì sẽ xảy ra cái gì? Xảy ra điều gì ở trong cái biểu thức này? Mai Thảo quay trở lại vấn đề là bây giờ bạn Giang không xui bạn ấy đấy. Thì ở trong biểu thức này tải lượng nào bằng 2 triệu đồng? Em thưa thầy là 2 triệu. 2 triệu bằng y. 2 triệu bằng y, đúng rồi. Y là tổng số tiền bạn có được. Được rồi, vậy ở trong biểu thức này cứ đâu là y thì thay bằng 2 triệu vào thì người ta tìm ra x là xong. Thì cái chữ y này em chuyển sang bên phía phải ghi như vậy cho nó xuôi nhá. Người ta ghi là 20.000 đồng nhân x cộng với 800.000 bằng 2 triệu. À, từ đây chúng ta giải cái phương trình này ra. Chuyển vế nào. Phương trình này dễ rồi, một bạn giải giáo phương trình này nhé. Thầy ơi thầy. Sao? 2 triệu thầy thiếu một số 0. À, đúng rồi, đang cứ viết cuối cùng là có điện thoại đã quên mất thiếu số 0, đúng rồi. Rồi vậy nhân tiện này bạn Mai giải giáo phương trình này xem là x bằng bao nhiêu em? Ừ, thầy là 20.000 x bằng 120.000 ạ. 120.000 nhá, 2 triệu mà trừ đi 800.000
bằng 1.200.000 chứ phải không nhỉ? À vâng, đúng 1.200.000. Đã rồi, bây giờ em lấy em tìm x đi, x bằng phép tính nào nè? X bằng 60 ạ. À, 1.200.000 chia 20 bằng 60. Bây giờ kết luận làm sao em? Vậy sau 60 ngày thì bạn Nam đủ tiền để mua chiếc xe đạp. Được rồi, đúng rồi, phải lên kết luận nhé. Vậy sau 60 ngày thì bạn Nam đủ tiền mua chiếc xe đạp. Tiếp theo bây giờ chúng ta quay đến phần 1 nhé. Cho hàm số y bằng 2x cộng 3 có đồ thị là đường thẳng D. Phần đầu tiên, vẽ đồ thị D của hàm số trên. Phần thứ hai, tìm M để đường thẳng D1 có công thức là y bằng đóng mở ngoặc m cộng 4 nhân x cộng m cộng 6 với m là tham số. Song song với đường thẳng D. Và cái phần này là phần về hàm số bậc nhất. Thì cái ý đầu tiên là vẽ đồ thị D của hàm số, thì phần này bạn nào cũng biết làm rồi, đang ta bỏ qua cái này nhá, em tự làm nhá. Thế Mai Thảo biết làm không? Có biết không? Nó ngồi nhăn nhó nói chuyện nên nó không nghe gì cả. Có biết làm bài này không? Có biết làm phần 1 không? Phần A không? Thôi phần A không chữa nữa nhá, phải qua dễ làm quá nhiều rồi. Bây giờ phần B nó vẫn là dễ, nhưng mà phần B ta làm. Phần B thầy hỏi một bạn trả lời nhá. Làm phần B thôi, phần A này tự làm, phần B tự chép. Đó, mời một bạn trả lời phần B nào, mời bạn Tú nào. Nào bây giờ lý luận nào. Đầu tiên lý luận là để đường thẳng D1 song song với đường thẳng D thì em có nhớ công thức không? Hai đường thẳng song song với nhau thì có điều kiện gì? A bằng B khác. Đúng rồi, A bằng B khác, phải áp dụng vào đây. M cộng 4 bằng mấy anh? Bằng 2. Rồi, B khác là M cộng 6 khác mấy? Khác 3. Đúng rồi. Giờ giải điều kiện này ra. Cái tầm ở trên thì M bằng mấy em? M bằng 2 chữ 4 bằng 5 chữ 6. Âm 2, 2 chữ 4 âm 2. Dòng ở dưới nào, M khác mấy em? M khác âm 3. Được rồi, như vậy cái dòng bên dưới là M khác là điều kiện cho dòng bên trên nhé. Vậy M bằng âm 2.
Và bây giờ quay lại bài số 1. Phần thứ nhất, thực hiện các phép tính. Phần A, 2 căn 2 cộng với căn 18 trừ đi căn 32. Thầy giáo mời bạn Ngọc Anh ở lớp B trả lời câu hỏi này nhé. Ngọc Anh còn ngồi đó không? Dạ. Nào, em trả lời cho câu này nào. Trước hết là 2 căn 2 thì để nguyên rồi, không biết đổi nữa. Cái căn 18 bằng thầy, căn 18 bằng 3 căn 2. Căn 32 nào. Bằng 4 căn 2. Rồi bây giờ rút gọn đi. 2 căn 2 cộng 3 căn 2 trừ 4 căn 2 bằng mấy em nhỉ? Bằng 1. Bằng 1. Bằng A. Đọc lại nào. Bằng gì? Không phải bằng 1 đâu. 1 mới là cái hệ số của nó thôi. Còn gì nữa là nhỉ? Bằng căn 2 ạ. Ừ, bằng 1 căn 2 là bằng căn 2 chứ em. Rồi xong rồi. Bây giờ phần B. 2 căn 5 cộng với một trừ đi căn 5 đóng mở ngoặc tất cả bình phương tất cả trong căn bậc 2. Bây giờ tiếp tục ta làm đến phần B này. Phần B này là phần cũng tương đối dễ đây, không có vấn đề gì cả. Ở phần này thầy gọi một bạn trả lời. Mời Quỳnh Trang nào. Bởi vì Quỳnh Trang chiều hôm nay gọi không thấy đâu cả. Lúc đấy em tăng rồi thấy. À, bây giờ em làm giáo phần B nào, em đọc lên nào, đọc cái giáo trình để giáo ghi nào. Bằng 2 căn 5 cộng giá trị tuyệt đối của căn 5 trừ 1. Rồi, 2 căn 5 thì cứ để nguyên. Còn cái thằng kia theo như công thức là bằng giá trị tuyệt đối của 1 căn trừ đi căn 5. Phải đổi chứ? Không, đầu tiên là cứ theo đúng công thức nhé, cứ để nguyên như vậy. Sau đó bây giờ thì 1 trừ căn 5 là số âm hay là số dương? Số âm. Số âm thì bây giờ mới đổi nhá. Bây giờ bỏ ra mới đổi. 2 căn 5 để nguyên này, chỗ này là căn 5 trừ 1. Bỏ cái dấu giải đối ra, sau đó giải thích ở đây là vì 1 trừ căn 5 nhỏ hơn 0. Rồi bây giờ cứ gọn bằng bao nhiêu em? Bằng 3 căn 5 trừ 1. Rồi xong. 3 căn 5 trừ 1, đây là đáp số cuối cùng. Thấy cái bài này chỉ đơn giản thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả. Và bây giờ ta đến phần thứ 2 của bài số 1. Giải phương trình. Cái đề này chỉ có mỗi cái bài toán hình phần cuối cùng một chút thôi, còn đâu là toàn bài dễ thôi. Căn bậc 2 của 4x cộng 4
trừ đi 3 bằng 7. Nào thầy mời bạn Tú trình bày lời giải phần này đâu. À, đầu tiên là tìm điều kiện xác định hả? Hoặc là em chuyển vế em tìm sau cũng được. Ví dụ ở đây em chuyển vế trước nhé. Căn bậc 2 của 4x cộng 4 bằng cái gì em? Bằng 10. Đúng rồi, 10. À, đến đây em tìm điều kiện xác định ở bên cạnh này. Em đọc đi nào. 4x cộng 4 lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng. Biểu thức ở dưới đâu căn lớn bằng 0. Tương đương với 4x lớn hơn hoặc bằng âm 4. X lớn được bằng âm 1. Được rồi. Sau đó bây giờ chúng ta thực hiện như thế nào? Quay về phương trình này, thực hiện như thế nào này? Là bình phương hai vế này. Bình phương hai vế bên này mất thì dấu căn. Còn bên kia bằng bao nhiêu? 100. Đúng. Thế giờ 4x bằng bao nhiêu nè? À 4x bằng 96. Nào từ đây tương đương với x bằng mấy? 24. 96 chia 4 là 24. Sau đó ghi gì rồi nhớ không? Thỏa mãn điều kiện. Ôi. Được đấy, đẳng cấp vậy. Ôi ôi, hôm nào đi thi lại sai. Ôi ôi. Được rồi, vậy xong rồi, kết luận là xong nhé. Vậy phương trình có nghiệm là x bằng 24. Rồi chúng ta kết thúc phần tự luận nhé. Bây giờ quay trở lại phần trắc nghiệm. Bây giờ phần trắc nghiệm này thì đây chúng ta làm 4 câu đầu trước thôi nhé. Toàn câu dễ thôi. Cái này hỏi để trả lời nào. Bây giờ thầy giáo mời một bạn trả lời nhé. Thôi mời Quỳnh Trang đi. Bạn Quỳnh Trang còn ngồi đấy không? Hay lại băng ra rồi. Không thấy trong danh sách này. Thôi thế anh nào, thay mặt gia đình nào. Thế anh. Dạ. Rồi. Dạ. Alo, alo, dạ. Alo, alo, alo. Nào. Chỗ đáp án rồi. À. Từ làm nháp nhá, làm nháp á. Ừ, cứ làm nháp thì làm nháp khoảng tiếng. Vâng. Không phải lấy 4 mẫu giấy ra. Ghi A, B, C, D tung lên, bắt được mẫu nào chọn đáp án mẫu đấy. Vâng. Mắc mệt quá. Sắp xong rồi. Ô, cái này đọc cũng đâu làm đấy. Căn bậc 2 số học của 9 bằng bao nhiêu? À, căn bậc 2 à? Em tưởng câu 2. Không, câu 1 à, 1, 1 là A. Đúng rồi, căn bậc 2 của 9, căn bậc số học của 9 là 3 là A, chọn nhé. Bây giờ cái câu này, câu 2 biểu thức có nghĩa khi nào? Vẫn em à? Ừ, vẫn em. Em trả lời luôn 4 câu luôn nhỉ. Đấy, em chọn D. Chọn B à? Em bây giờ cho nháp xem nhá. D. B hả? À? Rồi xem thế nào nhá. 2 trừ 3x là biểu thức ở trong dấu căn lớn hoặc bằng 0. Đúng vậy. Trừ 3x lớn hơn bằng trừ 2. X nhỏ hơn hoặc bằng 2 phần 3. Em chọn đáp án B. D. Em chọn D. D hả? D hả? Vâng. Ừ, vâng. Được. Học rất chắc chắn. Kiến thức học rất chắc chắn. À, nghỉ học rất chắc chắn. Nào bây giờ câu 3 nào. Hệ số góc của đường thẳng này là bao nhiêu? Hệ số góc là x hay gì đây? Hệ số góc.
Đây, cái đường thẳng nó có công thức là y bằng ax cộng b. Thì cái a này này là hệ số góc này. Vâng. Vậy thì hệ số góc là bao nhiêu em? Thì cái hệ số mà nó đi với cái hệ số mà thôi thì đã mời bạn khác đi, nhưng mà bạn ấy cho em vào micro ầm ĩ lên, nó mời Cẩm Tú nè, sốt ruột quá đây. Thứ hai là D. Em chọn D hả? Rồi hệ số góc là a bằng âm 2, chính là cái số mà nó gắn x kia này. Rồi bây giờ đến phần câu 4 nào. Câu 4 thì câu này thì bấm máy tính cũng được hoặc tính nhẩm cũng được. Thầy. Dạ rồi, em dùng máy tính hiện đại đâu. Để mới nhất em tính là bao nhiêu nhé. Bằng 3 thôi, bằng chi? Bằng 3 hả? Vâng. À, rồi, xong hồi tính toán ra bằng 3. À, đúng rồi. Được. Rồi tiếp theo, từ câu 5 đến câu 8. Thầy mời một bạn trả lời nào. À, thứ nhất là mời bạn Mai nào, em làm thế câu 5 nào. Mai ngồi đâu Mai? Em có, thầy để em xem đã. Ừ, được rồi, cứ bình tĩnh. Em cứ đọc thật kỹ càng vào, không bị vội rồi là sai. Em chọn A. Em chọn A. Đây, bây giờ thầy cùng giả soát với em nhé. Hàm số luôn đồng biến với mọi x khác không? Em chọn A là chọn sai. Bởi vì hàm số đồng biến là hệ số A của nó phải lớn hơn không cơ thì mới đồng biến được. Trong khi đó em nhìn ở đây nè, A của nó là âm 1 phần 2 là nhỏ hơn 0, hàm số nghịch biến mới đúng nhé. Nên câu này là không được. Bây giờ ta đọc đến cái câu thứ hai này. Đồ thị hàm số luôn đi qua góc tọa độ. Câu này đúng hay sai em? Sai à? Câu này sai. Bởi vì đồ thị hàm số đi qua góc tọa độ là cái đồ thị mà nó có cái kiểu công thức là y bằng ax. Cái này là lớp 7 này, a khác 0. Còn đây là ax cộng b thì không đi qua góc tọa độ nhé. Bây giờ đến phương án C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 8. Cắt trục hoành tức là em cho y bằng 0. Đúng chưa? Thì là cắt trục hoành. Ở đây người ta nói là hoành độ bằng 8. Tức là chúng ta có x bằng 8. Thì bản chất cái câu này có nghĩa là y bằng 0, x bằng 8. Em thử kiểm tra xem. Nếu như em thay y bằng 0 vào đây, em tìm ra x có phải bằng 8 không? Nháp đi nha. Nào, âm 1 phần 2 x này, cộng 4 này, cho y bằng 0, y bằng 0. Em giải phương trình ra xem có đúng x bằng 8 không? 8 à? Chính xác được phải không? Rồi, x bằng 8. Rồi, nhưng mà cái câu này ta chọn đáp án C nhá. Đúng như bạn Giang, bạn đã chọn được lâu lắm rồi. Bây giờ ta đọc nốt cái câu D để hiểu rõ bản chất của nó. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng âm 4. Cắt trục tung tức là em có x bằng 0. Cắt trục tung là x bằng 0 này. Có tung độ bằng âm 4 có nghĩa y bằng âm 4. Thì nhìn vào công thức này, nếu em cho x bằng 0 thì y bằng mấy em nhỉ? Hôm mai đang trả lời giờ đã tắt mic rồi. X bằng 4 nào? X bằng 0 y bằng 4 nhé. Ở đây nó nói y bằng âm 4 là sai phải không nhỉ? Được rồi. Tắt mic nhanh quá, sợ hao mòn mic. Bây giờ đến câu số 6. Câu số 6 này để các em dễ hình dung thì thầy sẽ vẽ mô phỏng cái hình ở đây nhé. Để em nhìn vào hình em làm cho nó dễ. Tam giác ABC vuông tại A. Tính độ dài đường cao AH.
Đây thì vẽ mô phỏng hình đây để giải thích. AB này bằng 6 này. BC bằng 10 này. Tính độ dài đường cao AH. Đây câu này bạn Giang bạn ấy đưa đáp án là CC AB, tức là bạn chọn đáp án C. Đấy, bây giờ ra kiểm tra xem thế nào nhé. Một bạn trình bày cho thầy cái câu này nào. Thôi mời Giang đi. Giang trình bày giáo câu 6 này. Đây là 6. Tên em sử dụng định lý Pythagoras, em tính được góc AC bằng 8. Tính cạnh AC bằng 8. Em sử dụng. Đây là tính theo Pythagoras phải không nhỉ? Mấy lần nữa chả cần phải tính Pythagoras, em chỉ cần tạo ra cái phản xạ đó là tam giác vuông có cạnh 3, 4, 5 này hoặc 6, 8, 10 phải không nhỉ? Đây là 6, 10 và cạnh còn lại chắc chắn bằng 8. Đấy. Sau khi có AC rồi thì bây giờ làm thế nào để ra AH? Em dùng sử dụng hệ thức lượng số 4 AB bằng 1 phần AC bằng 1 phần AH bình. Tức là dùng cái hệ thức lượng này 1 phần AH bình phải không? Bằng 1 phần AB bình cộng 1 phần AC bình. Có thể dùng hệ thức lượng khác có được không? Nếu mà không muốn dùng hệ thức lượng như vừa rồi, dùng cái hệ khác có được không? Tương quan có. Dùng hệ nào? Hệ thức lượng nào? AB nhân AC bằng AH nhân BC. Đúng rồi, AH nhân BC bằng AB nhân AC. Khả năng dùng cái này nó dễ làm hơn. Vì nó không có cái bình phương. Đấy, bây giờ thay số vào là xong. Được rồi, vậy đúng rồi ra. AH nhân BC là nhân với 10. AB là bằng 6, AC bằng 8. Thế từ đây em có AH sẽ bằng 6 nhân 8 là 4,48 này, chia cho 10 bằng 4,8. Rồi, như vậy chúng ta chọn đáp án C đúng rồi đấy. Bây giờ đến câu số 7 này. Tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB bằng 6, góc C bằng 30 độ. Thì thầy dùng luôn cái hình này nhé. Dùng luôn cái hình này này. Thầy làm cho câu 7 nhé. Cái này bằng 30 độ này. Yêu cầu tính độ dài của BC. Xem là bạn Giang vừa chọn đáp án gì nè. Vừa chọn đáp án A. Rồi đáp án A. Đúng rồi. Bây giờ thầy giám mời bạn giải thích tại sao chọn được A này. Đỗ Hiền có làm được không? Thế bây giờ đáp án A, thầy khẳng định đáp án A là đúng rồi, nhưng mà làm thế nào để chọn ra đáp án A? Em trình bày nào. Em á thầy. Đỗ Hiền ấy, Đỗ Hiền ấy. Đỗ Hiền nha, Đỗ Hiền lớp 9B. Bây giờ là em tính C của C đấy, hệ thương lượng. Em dùng tỷ số lượng giác không chọn sin phải không nhỉ? Tỷ số. Rồi như vậy câu 7 này. Thì ý của bạn Hiền là bạn dùng sin của góc C. Rồi sin đi học đối trên huyền phải không nhỉ? Sin thì bằng AB sin BC. Sau đó thay vào sin của 30 độ. AB bằng 6 sin BC. Rồi thì là chúng ta tính là BC sẽ bằng 6 chia cho sin của 30 độ. Sin 30 độ là 1 phần 2. 6 chia 1 phần 2 thì bằng 12. Ngoài cái cách mà dùng sin ra thì em có thể dùng cái cách khác như thế này. Các em nhớ là cái tam giác đây là tam giác vuông. Tam giác vuông mà có góc 30 độ, góc 60 độ, đây là tam giác vuông đặc biệt. Thì nếu như mà tam giác vuông mà có một góc bằng 60 độ này, bằng 30 độ này, thì em nhớ là cạnh huyền sẽ bằng 2 lần cạnh góc vuông nhỏ nhất. Cạnh góc vuông nhỏ nhất là cái cạnh mà nó ứng với góc 30 độ đây này. Như vậy cạnh huyền là BC này sẽ bằng 2 lần cạnh AB. Vậy bằng 2 x 6 12 xong luôn nhé. Để em nhớ tính chất của nó như vậy. Cách khác là em sẽ vận dụng cái này là tam giác ABC này. Vuông tại A này. Có góc C bằng 30 độ. Thì chúng ta có cạnh huyền là BC gấp 2 lần cạnh góc vuông nhỏ nhất
cạnh góc vuông nhỏ nhất là cái cạnh ứng với cái góc 30 độ. Như vậy 2 x 6 bằng 12. Rồi, như vậy câu 7 đáp án A nhé. Bây giờ đến câu 8. Câu 8 xem bạn Giang vừa chọn đáp án B. Rồi, cũng đúng luôn. Nếu mà câu 8 này bí quá, trong quá trình mà làm bài thi cứ nhập hết cái dãy này vào máy tính, nó có ra đáp số không? Nó có ra đáp số bằng 2 không? Nếu cứ nhập ý này vào nó ra không? Nó ra như số thập phân này. Hình như là có cái đợt kiểm tra cũng có cái bài kiểu như này, có bạn nhập máy tính nhưng nó không ra đó nhỉ. Thôi câu này bây giờ em phải nhớ lại công thức làm nhé. Ở đây chúng ta làm hiểu bản chất đi nhé. Câu 8 này thầy nói lại cách làm cho các bạn nào quên nhé. Ở đây em sẽ sử dụng cái công thức đó là sin bình phương của góc alpha cộng với cos bình phương của góc alpha bằng 1. Và công thức thứ hai là nếu như hai góc cộng với nhau, ví dụ như góc A cộng góc B mà bằng 90 độ thì sin góc này bằng cos góc kia. Sử dụng hai kiến thức này vào ở trong câu số 8. Vậy thì ở cái biểu thức chúng ta cần tính này, thầy biến đổi nhé. Thầy biến đổi hai thứ, giữ lại hai thứ. Ví dụ như ở đây, em nhìn ở trên màn hình này nhá, em thấy cái góc 20 độ này và góc 70 độ có phải tổng của nó bằng 90 không? 40 độ này, 50 độ này tổng bằng 90. Rồi như vậy chúng ta biến đổi một thứ giữ lại một thứ, ví dụ cos bình 20 độ thầy để nguyên nhé. Cos bình 20 độ thầy để nguyên này. Rồi cái chỗ kia là cos bình 40 độ thầy để nguyên này. Sau bây giờ thầy biến đổi hai cái còn lại. Đây, biến đổi hai còn lại nhé. Ở đây cos bình của 50 độ thì sẽ biến đổi thành sin bình của 40 độ. Bởi vì 50 độ với 40 độ cộng với nhau là bằng 90 độ phải không nhỉ? Cos thằng này bằng sin thằng kia nhé. Ở đây là cos của 70 độ sẽ biến đổi thành sin của 20 độ. Như vậy cos bình sẽ bằng sin bình này. Đây, chỗ này sin bình 20 độ. Sau khi làm đến đây rồi thì sử dụng cái công thức này, sin bình cộng cos bình bằng 1 này. Thì ở đây có là cos bình 20 độ cộng sin bình 20 độ này, hai góc này giống nhau này. Cộng nhau này bằng 1 nha. Cos bình 20 cộng sin bình 2 à cos bình 40 cộng sin bình 40 bằng 1 nhé. Như vậy có 1 cộng 1 bằng 2. Rồi đáp án B, được chưa? Đấy, chú ý. Cái câu này chúng ta học ở cái bài tỉ số lần giác góc nhọn ta làm rất là nhiều rồi, nhưng bây giờ khả năng quên rồi đấy. Còn nhớ này không? Mai Thảo nhớ cách làm này không? Còn nhớ lăng máng không? Em nhớ. Được, vậy tốt. Bây giờ ta chuyển đến từ câu số 10 trở đi nhá. Là câu 9. Bây giờ câu số 9 đến câu số 11. Hàm số không phải là hàm số bậc nhất khi m bằng bao nhiêu? Em mời bạn Nguyễn Hiền nào. Em làm cho câu 9 nào. Em nói thầy khi m bằng 3. Được rồi. Hàm số mà không phải là bậc nhất thì hệ số A của nó phải bằng 0 phải không nhỉ? Tức là m trừ 3 bằng 0. Phải m bằng 3. Đáp án B, đúng rồi. Bây giờ đến câu số 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số nghịch biến? Hàm số nghịch biến là cái hệ số A này, nó nhỏ hơn 0. A là một cái hệ số nó đi với x nhé. Là em nhìn vào đây em xem là cái công thức nào mà nó có hệ số đi với x nhỏ hơn 0.
Thầy đã mời bạn Mai Thảo nào. Em cho thầy ở đây ạ. Cái công thức A này thì hệ số A nó bằng mấy ạ nhỉ? Hệ số bằng bao nhiêu đây? Bằng 1 ạ. Bằng 1 lớn 0 rồi. Cái đây phần B hệ số bằng mấy? Bằng 1 phần 2. Phần C hệ số bằng mấy? Bằng không phải mấy thầy? Mà lớn 0. Thực ra nếu em nhân đi tú ngoặc này vào thì âm căn 2 nhân âm x thì bằng căn 2. Không nhỉ? Hệ số nó là căn 2 nhé. Căn 2 nhưng mà không phải mấy đâu nhé. Căn 2x nhé. Có biết chỗ này không? Đây thầy mở tú ngoặc nhé. Y bằng căn 3 này trừ căn 2 này cộng với căn 2 nhân x này. Đây hệ số góc của nó đây. Không nhỉ? Lớn 0 nhé. Còn cái phần D thì em nhân nó vào. Thì nó bằng 1 này trừ 2x này trừ 2 này. Đây trừ 2 đây các bạn không nhỉ? Nhỏ 0. Rồi đáp án D. Đến câu số 11, mời bạn Diệp Linh trả lời nào. Điểm A có tọa độ là 0,1 thuộc đồ thị hàm số nào? Thầy ơi, vậy một chút, đang tính. Nên chạy em chọn đáp án C. Không chọn đáp án C. Rồi. Đơn giản là cứ đâu là x thay bằng 0 vào, thấy x bằng 0 vào thì có y bằng 1. Như vậy đáp án C chính xác rồi. Thấy x bằng 0 vào thì chúng ta có y bằng 1. Bây giờ câu 12 nè. Cho hàm số bậc nhất này, biết rằng khi x bằng 1 thì y bằng 2,5, yêu cầu là tìm hệ số góc A. Thầy đáp mời bạn Duy nào. Được, em nháp nháp thầy ơi. Em nháp đi. Em bảo nó chọn A. Chọn A. Được rồi. Bây giờ thầy kiểm tra nháp xem nhé. Em thay x bằng 1, y bằng 2,5 vào chúng ta có là A nhân 1. Để nguyên là A nhé. Cộng với 3 bằng 2,5. Từ đây em có A bằng 2,5 trừ đi 3 bằng âm 0,5. Đúng rồi. Bây giờ đến câu số 13. AB là dây cung của đường tròn tâm O bán kính là 4cm. Cái dây AB bằng 6cm, Y là trung điểm của AB, sau đó tính OI. Cái câu này để dễ hình dung chúng ta vẽ nháp một cái hình này nhé. Đây thầy vẽ nháp cái hình ấy là đường tròn tâm O này. Bán kính là 4cm này, chỗ này 4 này. Dây AB này. Có độ dài bằng 6, Y là trung điểm của AB. Yêu cầu tính OI. Thầy em mời Giang trình bày câu hỏi này xem nào. Như thầy là trước hết là đáp án của em là câu 13 này. D. D à? Bây giờ được rồi. Đáp án D bây giờ làm thế nào chọn đáp án D, em trình bày cách làm này. Đúng rồi là vì cái này là cái xét đường tròn tâm O có AB là dây không đi qua O, còn có Y là trung điểm sinh ra OI vuông góc với cả dây cung AB. Được rồi. Đầu tiên là Y là trung điểm của AB cho nên là mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. Đường kính đi qua trung điểm của dây cung, không đi qua tâm thì vuông góc. Đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ có chỗ này sẽ vuông này. Tiếp theo thì trình bày tiếp đi. Đây có y ở trung điểm của AB chia ra AI nó bằng 3. Đúng rồi, bằng 3, 6 chia 2 bằng 3. Như vậy bây giờ tính OI thì sử dụng định lý Pythagore.
đã rồi, tính đúng rồi, đã rồi, vậy là ổn đấy nhá. Tính Pythagoras ra OI, OA bình phương bằng OI bình phương này cộng AI bình phương. Từ đây suy ra OI sẽ bằng OA bình trừ đi AI bình phương. Cái này trong căn bậc 2, thay số vào 4 bình trừ 3 bình phương, 16 trừ đi 9 bằng 7, đây căn 7. Bây giờ tiếp theo đến câu số 14. Câu số 14 thì thầy vẽ nháp cái hình ở đây để làm nhé. Tam giác ABC vuông tại A. Tan của góc B bằng 3/4 và AB là bằng 4 này. Yêu cầu là tính độ dài BC. Mời Khánh Linh nào. Dạ. Em trình bày theo cái câu số 14 rồi, em có làm được không? Em thưa thầy, em tam giác ABC vuông tại A này, tan của góc B bằng 3/4, AB bằng 4. Tính độ dài BC. Tính chứng y dài. Ừ, được rồi. Giang đã làm xong hết này. Một chọn D ở Giang. Mai nào, Mai trình bày được không Mai? Này là em chọn B à? Em chọn B à? Thôi rồi bây giờ trước hết là em không nói cái cách làm đó để xem có đúng hay sai nhé. Là tan của góc B thì sẽ bằng đối trên cạnh đối trên cạnh kề thì sẽ bằng là AC trên AB bằng 3/4 mà AB đã bằng 4 thì suy ra là AC bằng 3 ạ. Để em ghi từ từ thấy nhá. Từ đây suy ra AC bằng 3, đúng rồi. Khi có AC bằng 3 bây giờ làm thế nào tính BC? Định lý Pythagore thì tính ra được BC bằng 5 ạ. Rồi BC sẽ bằng cạnh này bằng 3 là bằng 4 này thì cái cạnh kia bằng 5 đúng không nhỉ? Pythagore cái này mấy con số quen thuộc rồi, đúng rồi, chính xác. Bây giờ câu cuối cùng hay đang là câu này khó nhất đây. Xem nào. Câu cuối cùng Giang chọn mấy này? Câu cuối cùng Giang chọn B à? À không, đấy là câu số 14 rồi nhỉ. Đây câu cuối cùng này nhá. Em theo dõi đây. Đây thầy phân tích ngay nháp đây nhá. Để xem đáp án được nào. Bạn Giang bạn nên chọn đáp án A. Rồi. Có bạn nào chọn đáp án nào phải không? Bây giờ thầy phân tích nhé, phân tích để các em làm cái câu 15 này nhé. Em theo dõi ở trên màn hình này. Ở đây thầy vẽ tam giác đều D, E, F. Thì trong tam giác đều thì các đường đồng quy là nó trùng nhau. Đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến, đường trục trùng nhau hết. Ở đây là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác
là giao điểm của ba đường gì? Còn nhớ không nào? Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác là giao điểm ba đường gì? Mời Mai trả lời nào. Mai có nhớ không Mai? Này là ba đường cao à? Không phải em ạ. Ba đường phân giác. Ba đường phân giác. Không phải, ba đường phân giác là tâm đường tròn nội tiếp. Ba đường cao là trực tâm. Cái tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác. Trung trực. Ba đường trung trực nhá. Ba đường trung trực mà cái tam giác đều. Tam giác đều thì đường trung trực cũng đóng vai trò là đường trung tuyến luôn. Đấy, tam giác đều là các đường trùng nhau. Như vậy thì tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác đồng thời nó chính là trọng tâm của tam giác. Nó chính là trọng tâm tam giác. Tức là nó chính là cái điểm G đây này. Đấy nhá. Tam giác đều nó có đặc điểm như vậy. Còn tam giác cân không có như vậy đâu nhé. Tam giác bình thường không có nhé. Chỉ tam giác đều mới có thôi. Đấy, như vậy thì nếu mà em lý luận đấy, dụ câu 15 này. Thì nếu như em hiểu bản chất của nó thì đầu tiên em phải hiểu cái này này. Là tam giác ABC đều. Cho nên là chúng ta suy ra tâm đường tròn ngoại tiếp. Cái này là ngoại chứ không phải nội đâu nhé. Của tam giác ABC là trọng tâm. Chính là trọng tâm. Thì từ đây em suy ra là bán kính của đường tròn ngoại tiếp là R đi. R lớn đi. Đó chính là bằng cái khoảng cách từ tâm cho đến các cái đỉnh, tức là bằng cái đoạn DG đây này. Đây. Chính là bằng DG nhé. Đấy, DG. Ở đây thầy gọi cái điểm này điểm H đi. H là trung điểm F. Như vậy thì theo như tính chất trọng tâm thì DG nó sẽ bằng 2/3 của cái đoạn DH này. Đường trung tuyến chia làm 3 phần bằng nhau từ đỉnh đi xuống lấy 2 phần thì đó là trọng tâm và đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp nhé. Bằng 2/3 DH. Thế bây giờ tính DH thì chúng ta tính Pythagore thôi. Em chú ý cái tam giác là tam giác đều cạnh bằng 9. Đây là 9 này. EF cũng bằng 9, H là trung điểm. Như vậy chỗ này là 9/2 hay nói là 4/5 đi nhé. Đó, tính Pythagore 2/3 này. DH thì sẽ bằng căn bằng 2 của 9 bình này trừ đi 4,5 tất cả bình này. Đấy, Pythagore nhé, thầy giáo ghi tắt thôi nhé. Đấy, cái này nhập máy tính thì tính cho chúng ta ra kết quả là 3/3 và chọn đáp án A là đúng. Ê bạn Giang, có cách giải thích nào khác để ra đáp án A không Giang? Không. Bây giờ ngoài cái cách này ra nhé, thì nếu mà làm trắc nghiệm đấy thì quan trọng là cái tốc độ không nhỉ? Thì nếu như mà có thể được thì em nhớ công thức này thì làm nó nhanh, không cần phải tính toán. Thì công thức này sau này nếu mà bạn nào mà học lên cấp 3 đấy thì sẽ được quyền sử dụng luôn, và sau này làm trắc nghiệm thì em dùng luôn. Thì em có thể em ghi cái công thức này nhé. Tam giác ABC là tam giác đều cạnh có độ dài cạnh là A chẳng hạn, thì khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp của cái tam giác ABC này sẽ được tính bằng công thức như thế này. R sẽ bằng cái cạnh đó là A này nhân căn 3 chia 2. Đây, công thức như vậy. Vậy thì áp vào cái bài này chúng ta có ngay là R sẽ bằng này, cạnh của tam giác để bài cho bằng 9. Như vậy A là 9, như vậy em thấy là 9 căn 3 chia 2, như vậy là 3/3. Đấy nhé, có thể áp dụng vậy cho nó nhanh. Nhưng với điều kiện là phải nhớ cái mẹo này, cái công thức này. Công thức này sau này thì cấp 3 chúng ta được quyền ta dùng. Trước kia thì kỳ thi vào cấp 3 của chúng ta là có trắc nghiệm, cho nên là nếu mà nhớ công thức này thì làm trắc nghiệm nhanh hơn. Còn bây giờ thì trắc nghiệm thường nó là chỉ rơi vào cái kỳ thi kiểm tra giữa kỳ hoặc là cuối kỳ thôi. Còn kỳ thi cấp 3 thì hiện tại bây giờ là cấu trúc của nó không có trắc nghiệm.